Bắt mày bán hết rồi, mai mốt là không có đem gà ăn vịt gì về nuôi nữa nha. Con ra đây hoài đó, đem về nữa là con không có cho tiền nha. Ừ. Chịu không? Chịu. Ừ. Để tính dặn cho anh đó, ông thèm bằng thịt cho ông ăn. Rồi ổng có nhắm mắt mặn đẩy người ta cho người ta ăn, người ta giữ gìn tôi với ổng ban đêm hôm. Chứ sợ vậy đó, chứ sợ mình trong nhà có tai nạn rồi không có cái gì bằng đẩy người ta, ai mà lại. Con lo cho bà hết. Ha. Ừ. Lo cho bà hết, bà khỏi lo sao không có ăn ha. Ừ, cậu ráng giúp đỡ giùm đi. Rồi, bà cứ đừng có ha ghét gì nhà nữa, chứ đừng có nuôi con gì nữa là được hả? Ừ. Tôi đâu có chuyện. Bên chùa không tiền á. Tôi Nguyễn Thị Nhàn, ủy danh tôi là Diệu Lạc. Tôi tiền tháng độc lập đó, ngày 15 tháng giêng năm Bính Thân tới bây giờ. Ừ. Tôi cũng qua lại hoài hả, thầy ở bển cũng qua lại đem cơm đem quần áo rồi cho cái này hoài lo lên bờ cho bác nhỉ. Ừ. Lo xe này lên bờ đi. Không có chứ ra mà để ngoài đặng tôi lát tôi đi chở củi rồi. Chở củi đâu? Củi người ta chặt, người ta bỏ một đống lá cây tôi chặt khô và để khô khô nhà nè, tôi bớt bệnh chút tôi mới đẩy lên về trộm. Không có, bây giờ bà kéo lên bờ đi cho cái đường lộ người ta trống. Ừ. Thì nào đi đẩy xuống. Ừ. Để tôi kéo đẩy lên đó đó, chở qua cái đường đó đó. Đường thoát hiểm đó, cái đường thoát hiểm đó, cái đường đó đó. Cảm ơn cậu nha. Rồi xe đạp mà nhắc lên cho bà như là để đây mừng tim mất tiêu. Rồi chiều giờ bà có ăn gì chưa? Tôi hả? Ừ. Tôi xin mua cơm không có rồi, người ta cho tôi hai hộp cơm tương rồi tôi ăn hộp, còn hộp để cho ổng, ổng cũng không ăn, hộp cơm mua người ta ăn ổng cũng không cho ăn. Cái nhà mình bán cơm mỗi bữa người ta cho tôi 3-4 hộp, bây giờ người ta không cho nữa, người ta nói đọc cái nhà tài trợ cho rồi gạo sách cho nhắm thôi mà nấu bà ăn đi, và tôi không có cho bà nữa. Thì mới mốt bà đừng có xin nữa, con cho tiền mà đó bà mua ăn hả? Ổng hay kêu lắm, ổng sợ tôi đi bỏ hỏi là ổng kêu. Nó bà đi rồi. Nó bà đi rồi. Không nào ơi. Không, không có, nó bà đi chợ rồi. Bà chợ mua đồ cho ăn rồi. Tôi hằng ngày tôi ăn cơm đồ lắm. Đi làm tôi ở chùa chiền tôi quen rồi, tôi ăn lặt vặt không mà. Mỗi ngày ăn cơm ngọ 12 giờ tôi ăn lặn à. Rồi tôi ăn quen rồi. Tôi ít cái ăn cơm lắm, tôi ăn lặt vặt, tôi mua bánh mì tôi ăn, tôi mua chuối tôi ăn, tôi ăn 3-4 cái chuối tôi sống được ngày rồi. Cái đèn pin sáng của bà đâu rồi? Lấy cái đèn pin con mượn coi đốt con chó sáng rồi. Cái đèn pin á. Pin nó mất rồi, còn cái đèn mà trong cái máy giảm có cái đèn. Không có cái đèn pin màu vàng vàng quá không kìa. Đâu rồi, mất rồi. Mất rồi sao chút con gọi hay đường tối hù rồi. Ừ. Để tôi có cái đèn này nữa. Ông nằm dưới đất á. Ông nằm dưới đất. Nước không à. Ông để tiền cho anh kêu rồi, ông vô mượn. Bởi gì? Thôi thôi cũng đành đi rồi. Bởi gì? Bà này cũng tại cái nghiệp á hay gì? Nghiệp á gì? Cái đèn kia đâu? Cái đèn bà lấy mất rồi, tôi nói căn nhà cái gì cũng mất hết trơn á. Ừ, tao lấy đi lấy chiếc xe lăn rồi. Hả? Ủa, cái đèn pin á. Con đánh này nè. Đèn pin kia kìa. Đèn pin mất rồi. Đèn pin đâu có thấy, để tôi kiếm anh lần nữa coi. Cái đèn pin vàng vàng đó không? Ờ. Mất luôn rồi. Để tôi kiếm ra cái thấy không? Rồi chút ông lên đang nằm hay gì không? Chút khi ông lên ha. Lên được hả?
chú lết lên hay gì? Bò ha. Chút với con kêu mấy người kia khiêng ông lên. Cái đèn pin vàng á. Đèn pin vàng gọi mấy thầy đường rồi, hết thầy đường rồi. Hù rồi. Rồi bà kiếm cái bao đi bà ơi. Hả? Bà kiếm cái bao đi, đặng con bắt mấy gà không vô. Không có, tôi kiếm không rài lâu rồi, kiếm không thấy rồi. Cái bao. Hả? Kiếm cái bao đó. Cái bao bắt gà vô. Bắt gà hả? Dạ. Ừ. Chút nữa tắt cái đèn nữa chụp mấy con gà này được. Còn cái vườn về thả bữa con gà này nó đẻ rồi. Rồi. Có cái bao không? Hả? Có cái bao không? Có. Có, bà lấy cái bao đi. Có bao chưa? Hả? Có bao chưa? Không có. Để kém. Dạo nhiều quá khách đi bán bớt coi. Bị tôi có ăn cơm, ta ăn tái cây luôn không à. Còn chồng tôi sẽ ăn cơm, tôi ăn cơm hộp không mà mấy gạo. Thì gạo nhiều mà để dành nó đi. Để dành nó đi rồi chờ ăn hết thì con mua. À, tôi không có ăn gạo, tôi không có ăn cơm nữa. Chồng tôi ăn thì ăn cơm hộp không à. Tôi ăn chuối rồi không à. Rồi có khi tôi ăn bánh mì. Rồi tôi kiếm cái đèn đây. Kiếm cái bao đi, kiếm bao đang con bắt gà vô. Cái bao hả? Dạ. Ừ. Đâu ông bò lên thử con coi bò lên được không? Tối rồi, ông lên đi cho nó mát. À, dùm chổng lên giường tôi coi. Làm bước chổng lên giường coi tôi nên nắm nổi. Chút nữa cái anh cái gì nữa khiêng ông mới nói. Hả? Chút nữa him manh nữa về mới khiêng mới nói. Không có ổng lên đây nè, cái tôi bật ổng lên cái một mà. Để chút tắt đèn ấy rồi ha, tắt nha. Tránh chè chè nè, ông ăn không? Ông ăn thôi. Tránh bóng đèn nó có hù rồi. Ăn à. Hả, ăn chè không? Không. Em cũng không ăn nữa, bị con chó cắn không dám ăn đậu mè. Hù à. Ngày khách này về ngoài ăn đi cái mấy mấy cái bắp chuối nè mình gà. Bắp chuối ai đâu ăn bơi. Cải nè. Hả? Có hả? Vừa mà lấy cái bao đi. Bao nào? Ờ. Để kiếm chứ hả? Ông nằm gì nè mọi người. Ông Út có cái xe lăn này, ông nằm bên xe lăn đó ha. Ông nằm đó cái là ông ngủ rồi, ông chùm mùng là cũng được nữa.
Còn không mấy thì mai mốt mình nữa mua cái ghế bố riêng cho ông nữa ha. Ông cái ghế bố nằm giữa cây nè. Ông ăn không tiêu hả? Tiêu ha. Rồi ông đi cầu được không à? Bà nói ông đi cầu không được không à? Có khi được khi không ha. Dạ. Yeah. Được cái điện thoại kia ấy rồi. Bật đèn ánh sáng rồi tối hù rồi. Ủa cái ông chú đâu rồi? Ông chú mới chở cái thùng đâu rồi? Nó biết nhà ông Đặng mà. Bà Đặng mà. Sao không chạy lượt? Chạy lượt với anh Hùng, anh chạy xe anh Hùng sao giờ gì đâu biết đâu. Ông biết là mình đang đi. Cái gì đó là xe của ông biết nhà bà Đặng thử cứ. Coi. Coi. Hả? Có bao chưa? Coi. Đây nè, bà Đặng đây nè, nhà bà Đặng đây nè. Bà Đặng em ở nhà Lộc ta mới biết. À cậu ơi cậu. À, có ống nước rồi, ống dây rồi nhiều cậu, cậu có ai xài cậu xách vô ngoài vô giùm đi. Hả cậu? Để không mất cái trang à. Đi đi bỏ mất cái trang à, người ta lấy cái trang à. Nè cậu cái bao nè. Cái ông đó ông chỉ đánh tôi hoài nè. Cái ông ăn cửa. Ông nè, ông cũng thương nữa. Ông bị thương bởi vợ. Ông bị thương đó người ta vô đụng chạm. Rồi ông thương ông chỉ dữ lắm ông chỉ. Ông đòi đánh tôi đó. Bây giờ người ta chụp hình mời ông đi, ông muốn đi đó. Nè, ổng dắt dao dắt bố chém người ta không dám bắt á. Ở đây cũng vậy nè, người ta bắt rồi, bắt rồi nó đi á. Có mở đèn tối hù không? Có đèn rồi bà Đặng. Mở đèn rồi. Ông nói ông biết. Nhiều đạn. Ông nào? Ông sao ông hả? Ông có nói nhà Lộc ta mới biết, nói bà Đặng ta không biết. Rồi biết rồi, người ta đâu rồi kìa. À, có được chiếc xe rồi hả? Cháu cái nè, cái thùng đựng rác người ta bỏ vậy đó, nó cũng giữ, nó dặn mẹ. Có mở đèn rồi chú. Có đèn trong nhà nè. Mở sáng sáng mà mở đèn ngay cửa coi. Không có đèn. Không có đèn, con tôi nó đi nó sợ tôi bị giật đèn, nó cắt cắt cầu dao hết rồi. À, cái máy giỏ này dựng gà đi, tôi cút cái nồi ra. Cái này dựng gà mấy hết. Nè bị nhà tôi rồi nhà cái vũ tôi đó đi nó cho tôi nồi sơn chén đồ còn nhiều, có nhiều lắm. Kêu anh Hùng với Nhí khiên ẩm lên đây. Nè cho cậu cái này nè. Bà tắt cái máy đi. Ờ cậu ơi cho cậu cái này nè, cậu gắn nó chớp xanh chớp đỏ chớp thôi, người con, nhà. Con không có lấy. Cái gì? Bà tắt cái, bà tắt cái vô nè, cái xe tới nè. Con đâu dám nói bà khùng đâu. Đi lên giường đi, có cái xe nằm mời. Bên nay có xe nằm mời. Thằng kia không có, thằng kia chạy xe. Mua xe lăn mà.
Nhiêu tiền này chú? 50 ngàn tiền xe ôm ha. Để đây hay vô chổng luôn. Vô chổng luôn á. Lẹt lẹt khi ăn chổng nữa. Ở chiếc xe tâm hợp đó hả? Ừ. Hả? Không có đẩy vô trong nhà trong kìa, mình háo ra coi. Nào dùm nào dùm ẩn trọng trên anh giường dùm đi mấy cậu ơi. Không có cái đèn tối thôi. Cái đèn này tôi cho thôi. Khi cũng lên trên. Anh lắng lên đi anh ơi, nằm nằm bạc đi anh, nằm bạc đi. Tình tế tôi lao nhà cửa cho trẻ trơn hà, tôi không có làm biếng đi thiên vậy lắm. Đấy không ạ, cứ chụm mạnh lại. Chụm mạnh lại cho ông. Đau mà nước mắt chảy dòng dòng. Rồi lấy chiếc xe vô đi. Để đây nha, em ba dọn dẹp mấy cái này nữa. Có cái gì? Hả? Không, mấy cái nắp chai. Mời gì Phật. Rồi xe lăn tới rồi ha mọi người. Mời gì Phật. Rồi bà coi xe lăn đẹp không? Xe lăn đẹp nha. Mời gì Phật ạ. Sao biết đường ghép ta? Lấy ở ngoài hết rồi. Sáng mơ ghép quá. Còn mấy giờ mình để nguyên thùng rồi đi anh Hùng ơi, mơ ghép. Cái này tôi hù rồi sao hay ghép. Để tôi lấy gạch trên lên để ướt cái thùng. Không ướt mà đừng có đổ nước à. Rồi bắt mấy con gà cho bả đi. Đẩy cái thùng mình xét vô đi. Đóng cửa lại hả Trang? Rồi bắt mấy gà đây nha. Đóng cửa lại không dám ngủ nữa. Chị hết mấy gà nha. 4 con. Ừ, nè. Nè lên cái cổng rồi lên cái đốt kìa. Kiếm dây buồn. Tắt đèn đi, mấy bác cứ bỏ đèn nó bay liền. Tắt đèn đi. Tắt đèn đi anh Hùng ơi. Lấy cái ghế lại đèn trong á. Đổ ghim trong. Tắt đèn đi nhé, tôi Phan. Ờ. Rồi. Tắt cái máy luôn đi. Có dây cột. Cột lắc mà. Chụp gió. Được con nào chưa? Chưa. Đây nè. Đây nè. Con kia đâu rồi? Đây nè. Cái này nước sơn ta mới cho hả? Anh Hùng mất tiếp anh Hùng. Kìa vô trong rồi kìa, vô trong kìa anh Hùng ơi. Kìa kìa đi nó kìa. Lấy cái cây hột nó xuống. Lấy cây hột nó xuống rồi bay xuống. Bắt hết luôn. Lấy mấy cái chuồng rồi nuôi gà con đi. Lấy mấy cái chuồng nuôi gà con đi. Đi. Không vào.
gà này nó ốm quá, nó bay hoài, nó không có được ăn. Gà này nuôi nó mà mập. Bao nè, bỏ một bao đi rồi ra ngoài sau nữa. Đã gắn đèn vô chỗ không? Vô lấy bài sao không thấy vậy à? Cũng đây nó cái này mất mấy gà tôi bán hết thôi mọi người. Hết chưa? Rồi, đi ra. Bắt đem đi về đi, để con hồi